Vâng, xin kính chào anh em. Sau mấy ngày mình đi Lào tắm biển cho nó tâm hồn nó thư thái trở lại thì cuối cùng mình cũng quay trở lại với anh em. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip M200 chơi tag Halloween. Nói chung về cái bộ Halloween này nó quá là ma mị rồi. Những cái sức hấp dẫn nó không thể chối từ được rồi. Ui dồi, mặc dù mùa Halloween nó qua rất là lâu rồi, nhưng mà vẫn đón chờ mùa Halloween mới, không biết là năm nay có cái gì đây. Halloween năm nay ra toàn đồ vớ vẩn không. À, ôi sao lại nó đứng ở nhà nó quay mặt vào cho mình bắn. Như thế thì còn gì là mượt đời con gái nữa. Này nhà nó này, toàn thanh niên quay tay thôi. Có hàng không? Mình hồi nãy còn nghe phốt cơ mà. Hôm nay mình không đi với lục Halloween cơ. Nó hơi chậm. Úi dồi, lục ấy thể hiện nào. Cút luôn, rồi đúng rồi. Ôi mẹ ơi, đến giờ của nó rồi đấy. Nó chết rồi, bắt nó né. Con này 2 giây thần kinh nó chập một rồi. Nó không được ổn định như lắm. Và đây có hàng này. Cứ kè đây thôi. Đây. Bắn cây này rất là nhanh, cho nên không phải sợ bố con thằng nào cả. Đồ chơi tác thì mình thấy ít anh em sử dụng đợt bom, nhưng mà thực sự rất là nhanh. Khủng khiếp. Trời. Núp nè. À không, tôi chết, mình bắn đằng sau mà. Đấy, cái thằng núp cơ mà. Trời ơi, tôi ăn cái gì thế này. Ôi ôi, cảm thấy mùi hư cấu ở đây. Có lẽ là sau mấy ngày không bắn là sinh lý nó tăng cao rồi. Thật là khủng khiếp. Chính tôi cũng không thể tin nổi tôi đang bắn cái gì nữa. Không biết hôm nay mình ăn cái gì đây. Chết. Ôi, đúng rồi, sông pha lên đi. Cô gái miền quê ra đi cứu nước. Biết mình ném quả mù đấy làm gì. Chết mẹ. Úi trời ơi, ăn bom. Đời được 6 bạn ngon lắm rồi. Còn 2 thanh niên ở nhà. Và mình cốt nữa thì thôi đấy. Tịt đường sống của anh em. Ăn vừa thôi. Ôi trời. Bay như thật đấy. Một thanh niên đã ngã xuống rồi. Khói quá nhỉ. Thôi mẹ ơi bỏ ấy. Tốt nhất là không nên tham thì thâm. Ôi dồi. Bề đồng quá, toàn anh em mình thôi. Toàn người nhà ra bảo kê. Đòi nợ như là vay nặng lãi vậy, thôi té. HL cũng trả cam. Chỗ nào có mình thì mình báo khu đấy thôi. Chứ cần méo thì có địch đâu. HL sao mà nó chơi cái kiểu vườn không nhà trống ấy. Còn nó đến giờ đấy. Lưu đáng này. Trời. Ăn này không báo nhau thế. Con này ồn ào phức tạp quá. Con mình lại té xuống đây. Bữa đêm mà bắt mình chạy mấy vòng thể dục quanh sân ấy. Hết giảm eo đến giảm mỡ. Ôi, lại thoát nhỉ. Cứ chơi một tí lại thoát thôi. Hồi nãy còn hơn team mình dẫn 2 người, bây giờ để ít hơn 2 người. Còn này ngày trước còn có sự kiện đi với coi cơ. Không biết là bao nhiêu anh em đã sở hữu rồi. Bây giờ còn lên kệ cả 1200 trên tag Graffiti. Bố tổ cho nó. Nên là mấy con này cũng không còn hiếm nữa rồi. Như bạn hỏi mình cây nào trong dòng chơi tag bắn ngon thì thường mình thấy cây nào nó cũng như cây nào thôi. Nó quay tay một mình đây này. Đây. Trúc sinh em mập đầu đỉnh. Em sinh em đứng một mình cũng xinh. Rồi con này bắt đầu lên cơn rồi, hơi động kinh. Rồi mình sang đây mình đứng nó bất ngờ này. Thì như bạn hỏi mình cây nào trong dòng 200 chơi tag bắn ngon thì mình thấy 1200 chơi tag Graffiti ấy. Nó khá là nhẹ và đường đạn nó rất là ổn định. Tuy nhiên thì với mình cây nào cũng như cây nào thôi. Bạn cũng chết người cả. Ui dồi, bay rồi. Ôi giời, hơi nhỏ cho bạn tí. Người đến sau nó khổ thế đấy. Ôi giời, sniper nó kè thế mình rồi. Có lẽ nên chạy qua nhỉ. Người chỗ rào có thằng canh rồi. Trời ơi, chưa kịp phát ngôn xong nó đã phang phát vào mặt rồi. Nói thật chứ anh em manh động khiếp luôn. Ôi sang A cover đâu. Trước khi chết vẫn tương được quả lựu đạn lên đầu mà. Hay tuyệt vời bạn ơi. Đúng rồi, quánh sắp mặt nó. Cái thằng ác ôn lại giết mình đấy. Bố khỉ nó. Còn thằng trong rào kia VLOZ.
Rồi, còn ông tướng ấy làm cái đích gì đấy? Vâng, anh đang kê và anh đang bay. Còn anh này không có chạy. Ui dồi ôi, vẫn có một hàng. Rào kia. Ép lên mọi người ơi. Ôi ôi, thằng cốp nó xử cho, chỉ còn gì là con gái người ta nữa. 14 là một vét đi, đúng rồi. Thanh niên này chỉ chuyên vét thôi. 100cc mà vẫn hết sức là nhút nhát. Mình cũng định ghép một set Halloween cơ. Mà nó cây lục nó xì đa quá. Nó ngồi ke này, ngồi đái. Nó hơi nặng. Rồi cây kia là gậy, gậy bóng chày thì anh em cũng biết đấy. Nó chỉ có vụt vụt mặt zombie thôi. Chứ còn mà để delay thì trời ơi, nó vừa nặng lại còn vừa chậm nữa. Coi bên dưới nó có sniper nha. Đấy đấy, thôi chết rồi. Thôi chết rồi, ke sẵn không. Ui ôi ôi, nhanh vậy. Cái ông nội bon bon này cuối cùng cũng chết rồi, chết hai lần. Dũng bê này, rồi sau đó sút nó ra, sút ai, hay lắm, không biết bắn cái gì, thằng bon bon nó hack phòng bên kia, vừa bị kích xong, úi giời ơi, phế vật vơ cơ lờ, ôi thanh niên bon bon này giết mình này. Vâng, bạn VIV nói là mình hơi bối rối. Úi dồi ôi, không nạn chưa. Đen, đen như con mèo hen. Ôi địch, bạn bay kìa, mũ bạn bay kìa. Còn cái này rất là đẹp nhỉ, Sky Vigo. Lâu cũng chưa chơi nữa. Cái này bạn zombie bà lắm. Ôi thằng bon bon kìa. Ôi không biết giả ngu hay là ngu thật đây. Chết đấy, sniper trước mặt kìa. Đây, để mình đọc lại comment của ông nội VIV nè. Cứ tưởng là HIV kiểu hay lắm. Không uổng công gia đình tin tưởng bạn. Vâng, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vẫn còn 4 giọt vẫn quất. Cần hết đội hình đối phương. Cần hết cả bản đồ BL thì không biết quả bom này đến đâu. Mình cũng khá là ít đem bom mù đi. Đấy, 3 khẩu, 3 cái bom mù. Nó hơi nặng. Lâu nên mình cứ toàn bom nổ bom choáng một cất thôi. Có hôm mình không cần cả bom nổ cơ, cứ một quả bom choáng mà tương khát thế nhỉ. Ở đây ngồi sóc sóc tí hiệu uống miếng nước nào. Bên này hầu như không có ai. Ôi giời ơi, có cái mồm tôi, cái mồm hơi đen một tí rồi, sorry bạn nhé. Cả đàn cả mả bên B hát lời khai mít đi khai rồi quất luôn. Ôi trời, tiến sư nhà ông nội này lạ. Máy bay, úi rồi ôi. Cứ như là không người lái thôi. Thôi té. Thôi trời, phải đùa thôi. Bây giờ đi về đâu cũng là thế mà. Đông lắm, à đông lắm. Giờ ló cái mặt ra chỉ có ăn headshot thôi. Thế nên là em phải lùi bước về phía sau. Để thấy em rõ hơn. Tôi cởi chuối không lọ thế. Núp này. Rồi bay xuống nữa à. Mày không thấy đồng đội mà chết. Chết dưới tay mình à. Thế tác đấy, nó bắn nhanh lắm, nó không có tiếng nữa cơ. Nó rất là bé. Cho nên đây là lợi thế cực kỳ là to lớn của nó. À nó bê. Nó chết đi rồi. Ui rồi ôi, snap không tâm luôn, sợ chưa. Rồi coi nó ở HL ấy. Đình công bệnh nha lượng. Đội mình mà cũng bắt lựu đạn này đi. Đấy, ngon. Ở chung kênh này bắn nó hầu như là tiếng nó không biết ở đâu. Nên là khó đều đoán bắt được vị trí. Okay. Sao bạn kia lại chát ra hai thằng tổng tư lệnh óc trọng. Tôi vãi là mình vừa liếc qua đọc comment anh em ạ. Cho nên bắn đặt bom ấy, hết sức là phải tập trung. Cứ ngồi đọc comment nhảm mà thôi đấy. Chết lúc nào cũng ngay. Bên này lại bảo hai tổng tư lệnh chó. Go go. Thanh niên lầy vãi cả trường. Mình cứ tưởng mình đang tập ạc lạc trôi. Cứ tưởng chửi cả mình ý. Vì đang đấy tổng tư lệnh là em mới úy thôi. Úy nhưng mà úy không hạ cấp.
cũng không bắt cấp đâu. Làm mình 17 chết 3 lần đấy. Ông chắc cái đéo vậy. Hay trời ơi, một phát snap chật đến đứa bạn. Được rồi, thế là hay rồi. Thủ đây khó chịu lắm. Ôi, bên mình toàn là VIP không nhỉ? Phòng này toàn là VIP chứ. Clm anh em toàn chat những câu. Ui dồi ôi, đang bắn nhau được cầm lựu đạn ra làm cái gì? Thằng này nó vui tính thật đấy. Phương Chảnh, một pha xử lý bất ngờ với tốc độ bàn thờ đấy của bạn Phương Chảnh. Rồi hai bạn nhìn nhau rồi bắn nhau, mắt đắm như con cá đuối. Mặc dù là màu áo nó giống nhau đấy. Rồi ép luôn kìa. Còn nửa giọt bình sợ cái gì, nó đào cơ mà. Cứ để ông ba đét sơi thôi. Rồi tiếp tục ván nữa thôi. Bên mình cũng sắp thắng rồi. Cứ thắng trắng thế này nó cũng khổ lắm. Lên đây thì cũng có hàng nó bay qua thôi. Ui giờ không lên được, con này giảm béo kinh quá. Ôi ôi ngon. Tốc độ xử lý được cái gọi là bàn thờ rất là nhanh. Đây, chơi tác thì cũng không phải là phiên bản đấu, thấy là ít sử dụng chế độ đợt bom lắm. Đa số anh em là đấu đơn với cả đấu đội thôi. Nhưng mà vào đợt bom đúng cái ông mà biết thì thôi. Nó còn kinh khủng hơn cả Barret. Nó chỉ yếu một khoản là đục thùng nó yếu hơn xíu thôi. Đa số đục thì những cái thùng nó mỏng một tí thôi. Đấy, những cái màng mà trinh nó lên lớn khó đâm lắm, đây gọi là trinh trinh trâu rồi. Mấy con mà yếu sinh lý là nó hực cho một cái là rách màng luôn. Mấy cái cửa này đục cứ ngồi thôi, mấy cái thùng nhỏ hơn. Nước một đấy, nước một đấy, không biết là chạy đi đâu rồi. Bom thì vứt trước mặt mình đấy, nó cứ như là thách thức dân chơi. Mày, tao đố mày đứng đây mày canh bom sao ấy. Thôi thoát rồi. Ông Tino ấy, ông ấy manh động quá. Ui rồi xông lên. Xông lên để chết chùm. Nó ở đâu ấy, nó ở nước ấy, nước B ấy, nhà B ấy. Thôi rồi, ôi đứng đi quay tay. Ô tổ đường cái P. Chạy đâu không thấy nhỉ. Nhà B ấy. Trong B rồi. C4 mít. Nói những cái điều mà ai cũng biết như thế thì cũng nói làm cái gì. Thôi có vẻ là bạn này làm mình hơi hồi hộp đấy. Cứ chơi trò trốn tìm này cần phải quay lại ký ức của thơ ấy. Cái này thì mình thấy là đẹp nhất trong dòng chơi tác không dậy. Thôi AK-47. Ôi mẹ ơi thằng này nó lạng kìa. Thôi một tỉa, ui dồi ôi chết. Thôi rồi ôi kết thúc không vui. Châu Khải Phong lên tiếng rồi. Có lẽ chắc là không thoát được cái số phận rồi. Thế là mình là 18 chết 4, chết 4 mạng hơi oan đấy. 3 mạng, 1 mạng là không tập trung này. 1 mạng gần đây nhất là ngu. Còn mạng 2 mạng gần kia là có vẻ là do tình hình thời tiết không được khả quan cho lắm. Còn run tay. Đấy, thì kết thúc với cây M200 chế tác của chị bọn này. Chờ hết giờ để nhận những phần thưởng khác. Em quỷ các bác rồi. Hai thanh niên thì rất là trâu máu mà không dám đi săn cơ. Ôi hẹn lại em ở những clip tiếp theo nhé. Và đây là một súng rất tuyệt vời. Thứ nhất nó đẹp này, thứ hai bán rất ngon. Và thứ ba nữa là mình nếu có tiền mà sở hữu nó.